Xin chào các bạn. Vừa rồi mình cũng có một chút cái việc riêng để làm một số những công tác việc cá nhân và gia đình khác, đó là cũng phần nào cũng không xuất hiện để đăng những cái video hay nhất mới nhất của cái kênh Chim Cô Gái Hay của mình. Thì hôm nay cũng để bù đắp lại, mình cũng làm một video nó cẩn thận hơn, chu đáo hơn, tổng quan hơn để tặng cho những người yêu chim cu gáy. Thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi vào cái đăng ký vào cái kênh trên YouTube là Chim Cu Gáy Hay. Các bạn có thể gõ Vũ Văn Thao, Chim Cu Gáy Hay. Thì mình tên là Thao, mình ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 45 km. Thì mình cũng làm cái kênh này mong rằng những ai mà có hiểu biết nhiều thì cũng phần nào cũng thông cảm, và ai còn hiểu biết hạn chế thì cũng sẽ tiếp tục đóng góp những cái ý kiến hay hơn, để tránh mất thời gian thì mình vào cái nội dung chính của video này luôn. Mình xin chia sẻ là cái con chim cu gáy, mình cũng đến với con chim cu gáy này một cách hết sức tình cờ, là trong một lần thì 10 bạn thân của mình kỷ niệm cho mình một con chim cu gáy, và mình cũng chăm sóc nó sau một thời gian thì nó cũng rất là hay. Thế qua một thời gian nữa thì mình tình cờ đi tập thể dục buổi sáng, và sau một cơn mưa to thì cũng có một con chim cu gáy khác xà xuống ở bên đường, và mình thấy rất là lạ là khi mình đến mình giơ tay ra thì con chim cu gáy đó cũng không không bay đi. Thế thì mình cũng mang về mình nuôi, và sau một thời gian thì mình cũng thấy tò mò thì mình cũng ghép hai con chim vào với nhau và làm lồng rất là đẹp, 2 tầng, mái lá cọ mái thái rất là đẹp, thì nó trở thành một đôi chim và sinh sản cho mình rất nhiều chim cu gáy. Và từ đấy thì mình cũng bắt đầu tìm tòi từ những sách vở báo chí và trên mạng internet, và gặp những một số những bậc tiền bối ở các tỉnh thì mình cũng có một chút hiểu biết về bồ chim cu gáy. Thì nói về cái con chim cu gáy là như thế nào? Đây là con chim thì nó là con chim sống ở ngoài thiên nhiên, hay làm tổ ở những bới hóp, cây thông, cây keo, cây lộc vừng, cây vải và một số những cái cây khác. Và nó là được xếp vào trong bộ tứ đại danh ca, có nghĩa là một trong 4 cái loài chim mà được yêu chuộng về tiếng hót. Thì cái trọng lượng cơ thể của nó thì cũng cũng vừa phải, so với con chim bồ câu ta thì cũng không bằng, nhưng mà so với con chim chích chòe thì to hơn, họa mi cũng to hơn. Và cái con chim này thì nó cũng thực ra là trong một cái tiềm thức từ xa xưa thì nó cũng rất gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Ở nói đến con chim cu gáy thì có thể các bạn ai đấy cũng đã hình dung đến một cái sự yên ả của một làng quê nông thôn Việt Nam Bắc Bộ, hoặc là ở những vùng quê miền Tây hay Nam Bộ. Nhìn chung là nó có cái sự thái bình, sự thanh nhã về đầu óc. Những người đến với con chim cu gáy thì cũng thường là những bác đã về hưu, và những người thích có bầu có bạn, thích đam mê những cái dáng vẻ, cái màu lông, cũng như cái tiếng gáy, cũng như cái tính cách của con chim. Thế con chim cu gáy thì nó cũng ăn những cái thức ăn, ví dụ như là ngoài thiên nhiên thì chúng ta có thể thấy là ăn thóc, ăn ngô, ăn vừng, ăn lạc, ăn đỗ, ăn kê, ăn một số những cái
thứ ở trên mặt đất, nó gọi là một số nơi thì gọi là chim cu đất bởi vì nó hay bậu dưới đất và hay kiếm ăn ở trên mặt đất. Còn con chim cu này thì màu lông của nó thì cũng màu đất đấy. Mà con chim này thì cái IQ bộ não của nó cũng rất là khá cao bởi vì nó biết gần gũi đến con người và thân thiện với con người, nhanh thân thiện với con người. Nếu chúng ta mà nuôi từ nhỏ thì chúng ta có thể là cũng huấn luyện được. Ở đây trên hình ảnh đây là mình cũng tình cờ cũng ra một cái đồi thông và thấy một cái tổ có một con, và mình vì đông người biết quá mình bắt rất sớm và về nuôi từ lúc còn được mấy ngày tuổi. Thế nhưng mà khi mình nuôi thì cũng thả ra bay, gọi bay vào tay, bay vào vai, rồi nó rất là thân quen. Thì mình cũng đánh dấu bằng cái buộc cái dây dù vào chân đây để làm kỷ niệm cho nó. Thế thì cái con chim này thì nó cũng rất là dễ sinh sản. Nó thường là nó đẻ cặp đôi với nhau ngoài thiên nhiên, và trong chúng ta ghép thì cũng đẻ hai trứng và ấp thì sau khoảng 12 đến 14 ngày thì nở. Và nếu mà ở ngoài thiên nhiên thì chúng rất hay bỏ trứng hoặc là bỏ con, kể cả chúng ta nuôi cũng rất là khó để mà sinh sản. Thế nhưng mà nếu mà biết cách thì vẫn là thành công. Thì cái tiếng hót của nó thì cũng nhiều người giọng thích, giọng kim pha thổ, rồi giọng thổ đặc, rồi một số những cái còi nữa. Thế thì nó tùy vào cái nối, tùy vào cái dòng chim. Hiện nay thì theo mình được biết thì một số cái giống chim ở ở ngoài thiên nhiên cũng như là chim nuôi thì có một số chim như chim chim miền Nam thì cũng không được đánh giá cao lắm. Chim hải dương thì cũng cũng đánh giá cao, cũng khá thân thiện. Chim chim Phú Thọ cũng được, chim Ba Vì thì cũng rất hay. Chim Ba Vì thì có một số mông màu xám, màu ngỗng và màu đất. Thì nó tùy vào cái thời tiết và vào cái địa lý vùng miền. Thế thì trên cái kênh của mình là kênh chim cu gáy hay, thì cái logo như thế này thì mình cũng có up cái clip là nhận biết chim cu gáy qua một số những cái thuộc tính như sau. Thứ nhất là về cái kích thước khi nó còn nhỏ cũng như nó trưởng thành, thì bao gồm là cái phần mỏ, phần đầu, phần ngực và phần cơ thể chân. Thứ hai là màu lông, màu cườm, và đến phần xương chậu, phần xương ức. Thì căn cứ vào những cái đó cộng với cái phần tính cách và cái khi mà chúng ta quan sát cộng với kinh nghiệm thì chúng ta cũng phần nào xác định được cái phần trăm của con chim cu gáy đấy là trống hay là mái rất là cao. Với những người mà có kinh nghiệm thâm niên và những người sáng ý thì người ta có thể phân biệt cái tỷ lệ rất là chính xác. Thế vì đây là cái thông tin đại trà nên mình cũng chia sẻ để các bạn tham khảo, chứ cũng không phải là nói là 100%, nhưng cũng là nó tùy và tùy trường hợp, tùy người lĩnh mộ, nên là các bạn cũng hết sức thông cảm. Thì cườm thì con chim đực thì bao giờ cũng dày hơn, ánh hơn và đẹp hơn để quyến rũ bạn tình là con chim mái. Cái sự khỏe khoắn và đại diện cho phái mạnh thì con chim đực nó cũng sẽ nở phần ngực hơn, cổ nó cũng dài hơn một chút, và cái phần chân của nó thì cũng to hơn, ca từ củ khoai xuống, từ đầu gối xuống củ khoai là cũng dài hơn, và cơ thể chiều dài con chim cũng dài hơn. Thế thì cái phần từ đầu gối này đến củ khoai đây là cái phần ức, thì từ phần đây đến phần chỗ ổ bụng đây, còn cái phần cổ này nó to, phần cườm đây là con chim cũng chưa trưởng thành.
Thế thì còn ngoài ra các bạn có thể xem những video sau của mình là về sờ vào cái khoảng cách độ rộng của hai cái xương chậu. Nếu như con nào mà sờ cạnh hậu môn có hai cái xương đấy, nếu mà xương nó rộng thì đấy khả năng đến cái tầm 6 tháng đổ đi là mà rộng để cho thực hiện con cái thì thực hiện cái chức năng đẻ quả trứng thì thường là cái xương đấy phải rộng và cái xương ức từ cái chỗ hõm hõm ngực này đến cái phần giữa gọi là trên rốn một tí của mình như là hình dung từ bụng mình đấy là cái phần xương ức đấy là nó cũng phải ngắn bởi vì là nó ổ bụng nó phải rộng thì nó mới chứa trứng chứa buồng trứng và nó mới dẫn được quả trứng ra vòi trứng và đẻ ra ngoài. Đấy là cấu tạo khác biệt giữa con cái và con đực. Con đực thì cái phần khoảng cách giữa hai cái xương chậu ở cạnh hậu môn chim thì nó sẽ hẹp và có cái phần xương ức thì tính từ chỗ ngực để đến phần ổ bụng thì nó cũng dài hơn để cái cơ thể nó trường hơn, to hơn, nặng hơn. Cái phần xác định cái xương chậu ở gần hậu môn của chim thì thường là chúng ta nên áp dụng vào cái lúc con chim nó trưởng thành, nó chuẩn bị đẻ quả trứng thì cái đấy hơi muộn. Thế nhưng mà cái phần xương ức thì các bạn có thể nếu bắt được một tổ hoặc là có hai con cùng bố mẹ các bạn có thể ngửa bụng lên các bạn xem xét cái phần ức của nó là dài hay ngắn và cái phần ngực của nó có nở hơn nếu không mà có một con thường là nó sẽ đẻ trước thường nó cũng sẽ là đẻ trước một ngày nó có thể là nó con trống thì đấy là mình cũng chia sẻ sơ sơ về cái phát hiện trống mái trong cái clip này có một mình hứa sẽ có một clip sau mình sẽ minh họa bằng hình ảnh và so sánh nó cụ thể hơn cái video này mình sẽ nói cái tổng quan hơn. Thế thì cái con chim cô gái này thì các bạn nên nhớ là nó cũng bình thường thì chưa đến mùa sinh sản thì chúng có thể là sống theo bầy được. Thế nhưng mà đến lúc cái mùa sinh sản thì chúng sẽ tự cặp đôi với nhau, ghép đôi với nhau. Thì các bạn làm cái mô hình có thể là làm mô hình cặp đôi hoặc là mô hình bán cặp đôi cộng với bán cặp đôi và mô hình bầy đàn. Thì mô hình bầy đàn thì các bạn có thể làm một cái nhà chim trong đó là có các ô thì từng đôi cặp nó sẽ vào các ô đấy và trong lúc rộng rãi ăn thì chúng nó lại ra một cái khoảng cách cái khuôn viên cái nhà chim đấy. Còn nếu như các bạn làm mô hình cặp đôi thì các bạn mỗi một đôi các bạn làm chuồng cố gắng hạ thổ bởi vì đặc tính của nó là nó ở ngoài các bạn nuôi một con gì thế thôi. Chúng ta đưa cái quy 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 hoạch chuồng và cái khu vực chăn nuôi của mình cái môi trường của nó càng gần gũi với cái mà nó vốn hoạt động ở ngoài thiên nhiên thì chúng ta càng thành công. Nếu con chim cu gáy mà các bạn hạ thổ được tắm nước tắm nắng được cho nó cho ăn đầy đủ thức ăn cho nó thì con chim rất đẹp rất phấn khích hót rất hay và đẻ đúng cái chu kỳ. Chu kỳ thì thường là nếu như mà một đôi thuần thì có thể là 4 năm đến 50 ngày được một lứa. Cái mùa của nó thì cũng chiếm 2 phần 3 trong năm. Nếu như mà chúng ta nuôi mạnh và chỉ cho nó đẻ không thì nó hiệu quả hơn. Thì về cái vấn đề cách nuôi theo mô hình cặp đôi và mô hình mình sẽ chia sẻ một video và cách nuôi theo bán cặp đôi lẫn bầy đàn thì mình cũng sẽ chia sẻ một video và cái mô cách làm chuồng để nuôi sinh sản mình cũng sẽ làm một video nữa rồi cái thức ăn của chúng như thế nào rồi cái một số những cái dấu hiệu và một nguyên nhân và cách phòng bệnh của cái giống chim này. Thì bây giờ cũng 12 rưỡi đêm rồi là mình cũng đầy cảm hứng và mình cũng chia sẻ với các bạn cái hào khí để mình tiếp tục thực hiện cái video những cái video cụ thể hơn
cho các bạn để các bạn theo dõi cái kênh về chim cô gáy này của mình. Thì cũng có cái mong rằng là những bạn đã biết rồi thì cũng thông cảm, và những bạn chưa biết thì cũng có những cái lời cảm ơn, like hoặc là đăng ký kênh, động viên khích lệ những cái người có cái tinh thần đóng góp về cái mạng xã hội cộng đồng. Chúng ta hãy sống lành mạnh và đóng góp những cái hiểu biết vốn có vừa phải của mình. Mình cũng thấy có một số trường hợp là những người chẳng bao giờ lên chia sẻ cái gì, nhưng mà ai nói cái gì cái mà có phần không hợp lý về tai cái là ý kiến ngay, rồi ném đá ném gạch lên. Thì điều đó cũng thực sự là bản thân người đấy cũng chắc là cũng không muốn người khác đối xử với mình như vậy. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người về cái suy nghĩ cũng như cái tính cách con người của mình là như vậy. Thực tế là hiện nay thì mình cũng làm công việc khác, nhưng mà mình cũng có cái đam mê là như thế này, là gắn với con chim cu gáy, và cũng có những cái kinh nghiệm nhất định, và cũng từ cái tinh thần đó thì mình cũng làm những cái áp dụng vào cái công nghệ thông tin mạng internet. Mình cũng làm những cái clip làm nói ra những cái lời như thế này. Thì một lần nữa là mong các bác, các anh, các em trong cái cộng đồng xã hội Việt Nam trên YouTube hết sức thông cảm, và hãy đồng hành cùng với mình trong những video tiếp theo. Số điện thoại của mình thì là 01 63 5305982, và cái Facebook của mình thì các bạn có thể search vào cái Facebook đây. Mình có thể là phải giới thiệu qua cái Facebook của mình. Facebook của mình thì các bạn có thể ghi là search là có thể bạn chưa biết. Cái địa chỉ Facebook của mình ở đây thì cái logo như này là chim cu gáy. Các bạn có thể search là có thể bạn chưa biết, hoặc là cái mail của mình là máy tính ba vì a còng gmail.com. Thì đấy là một số cái thông tin cá nhân của mình. Mình cũng hy vọng rằng cũng được học thêm từ những cái hiểu biết của những anh em khác, và cũng chia sẻ cái phần nho nhỏ hiểu biết của mình trên cái trang YouTube này. Thì một lần nữa cũng không biết nói gì hơn. Thì mình cũng xin chúc các bạn có được một cái con chim cu gáy của riêng mình thật ưng ý, và hãy xây dựng cái hình ảnh con chim cu gáy của Việt Nam chúng ta thật phong phú về màu lông, dáng dấp, tiếng gáy và cái tính cách. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này, và chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của mình thì là 01 63 5305982. Mình cũng sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những cái trường hợp, những cái câu hỏi mà quý anh em, các bác, các chú, anh chị em có những cái câu hỏi. Nếu như mình biết thì mình sẽ chia sẻ lại. Lúc nào cũng sẵn lòng. Và mình chưa biết thì mình cũng sẽ tìm hiểu thời gian sớm nhất, và mình sẽ trả lời lại. Thì đấy là cái tinh thần cũng như là cái nguyện vọng của mình. Lại một lần nữa, mình cũng xin có lẽ là mình cũng xin tạm biệt tất cả quý độc giả tại đây. Cũng đến giờ muộn rồi, cũng nghỉ. Xin chúc sức khỏe,
chúc may mắn và chúc cho cái thương hiệu con chim cu gáy của Việt Nam chúng ta ngày càng nổi lên trên diễn đàn quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hãy nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình, để mình có được những cái động lực tiếp tục ra những cái video tiếp theo về con chim cu gáy và về những cái chủ đề hấp dẫn khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.